Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Một Tuần Với. Và trên tay cáo bây giờ đang là chiếc iPhone 6S, một thiết bị đã ra mắt cách đây gần 2 năm rồi. Tuy nhiên nếu như các bạn nhìn lại thì nó vẫn còn khá là hot. Trong video của ngày hôm nay hãy cùng tìm hiểu để xem cáo đánh giá như thế nào về iPhone 6S sau một tuần sử dụng liên tục nha. Và như thường lệ thì đầu tiên mình sẽ nói về thiết kế. Khi nói về phong cách thiết kế trên iPhone 6S thì đây vốn là phiên bản nâng cấp cấu hình phần cứng từ iPhone 6. Phần thiết kế thì giữ nguyên hoàn toàn. Cả iPhone 6 và iPhone 6S đều là những thiết bị đánh dấu sự thay đổi của Apple trong thiết kế sản phẩm. Từ những chiếc máy với phần cạnh viền vuông vức cắt CNC thành kiểu bo tròn ở bốn cạnh dễ cầm nắm hơn. Màn hình thì cũng lớn hơn, mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn. Phần mặt kính 2.5D cũng xuất hiện giúp phần mặt trước trở nên bóng bẩy và thao tác vuốt trượt khi sử dụng phần mặt trước cũng dễ dàng hơn kiểu thiết kế cũ. Trong một vài buổi livestream thì mình nhận thấy các bạn có khá nhiều những câu hỏi như là iPhone SE và iPhone 6 thì chúng ta nên chọn chiếc máy nào? Và nếu như các bạn vẫn còn phân vân giữa cấu hình mạnh trên iPhone SE và màn hình lớn trên iPhone 6 thì chính là iPhone 6S là sự kết hợp của cả hai cái bên trên. Còn nếu như so sánh giữa iPhone 6S và thiết bị mới nhất là iPhone 7 thì nó không có quá nhiều điểm khác biệt trên thiết kế chung. Tuy nhiên, iPhone 6S thì vẫn còn đang sử dụng jack 3.5mm nên việc sử dụng các thiết bị tai nghe âm thanh cũ có dây sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn. Bản thân mình thì vẫn rất là thích dùng jack tai nghe 3.5mm hơn là dùng cổng Lightning thay thế trên iPhone 7. Ngoài ra thì khi mình nói tới tác vụ cầm máy chơi game, vì là một thiết bị với chất liệu kim loại nên máy sẽ nhanh nóng và khá là khó chịu. Theo mình nhận thấy thì là do phần thiết kế mới đã giúp ôm tay hơn và máy cũng lớn hơn nên bàn tay sẽ cảm nhận rõ sự khó chịu của nhiệt độ. Và gợi ý của cáo đưa ra để giúp các bạn có thể hạn chế sự khó chịu của nhiệt độ đó chính là sử dụng thêm một cái ốp lưng hoặc đơn giản là để cho máy nghỉ ngơi một chút xíu vì chất liệu kim loại dễ nóng thì cũng dễ nguội. Về cấu hình phần cứng thì iPhone 6S sử dụng màn hình với kích thước 4.7 inch với độ phân giải màn hình cao hơn HD 720p một chút. Mặc dù vậy thì mật độ điểm ảnh trên máy vẫn đạt được 326 ppi. iPhone 6S sử dụng chip xử lý Apple A9 với 2GB RAM, bộ nhớ trong với nhiều phiên bản bao gồm 16, 32, 64 và cao nhất là 128GB. Những điểm theo cáo đánh giá là khá hạn chế trên iPhone 6S bao gồm máy không hỗ trợ 2 SIM và kế đến là không thể mở rộng với thẻ nhớ gắn ngoài. 3D Touch cũng là một trong những điểm mà cáo thấy Apple khá là kỳ vọng khi ra mắt iPhone 6S. Tuy nhiên, với một tuần dài sử dụng thì cáo lại quen với các thao tác cũ nhiều hơn là kích hoạt 3D Touch để vào luôn phần tính năng nhanh. Mặc dù vậy thì tính năng 3D Touch cũng không phải là quá vô dụng bởi vì cáo có thể tích hợp cái tính năng này lên phím hoa mão. Mình có thể ấn mạnh vào phím hoa mão để khóa màn hình và tính năng này có thể dễ dàng setup trong cái phần tùy chỉnh nha. Và để đánh giá tốt nhất về hiệu năng thì cáo cũng đã cập nhật máy lên phiên bản iOS gần mới nhất là 10.3.1. Sau một tuần sử dụng thì máy vẫn đáp ứng rất là tốt những nhu cầu sử dụng hàng ngày của cáo về cả công việc lẫn chơi game. Các ứng dụng chat OTT hay là Facebook đều được xử lý gọn gàng và nhanh chóng. Các tựa game nặng thì load nhanh và chơi thì rất là mượt. Những tựa game như là Tam Quốc Chí hay là game Mortal Kombat X đều không làm khó được chiếc máy này. Đây cũng là một điều khá là dễ hiểu khi cấu hình của máy hiện chỉ đứng sau iPhone 7 nói riêng trong gia đình nhà Apple và vẫn thuộc top những chiếc smartphone có hiệu năng tốt nhất hiện nay. Với cấu hình phần cứng tốt như vậy thì chiếc iPhone 6S vẫn có thể update cập nhật được những phần mềm mới iOS mà không cần lo máy bị giật lắc. Và theo đánh giá của cáo thì có thể là phần mềm mới nhất iOS 11 sắp ra mắt tới đây vẫn có thể chạy ổn và mượt trên chiếc iPhone 6S. iPhone 6S thì không được trang bị những công nghệ bảo mật hiện đại mà điển hình như là cảm biến mống mắt. Nhưng với mình thì hoàn toàn hài lòng với cảm biến vân tay trên máy. Tốc độ nhận diện nhanh hơn hẳn iPhone 6 và tất nhiên là không phải là cảm biến vân tay kiểu một chạm. Có khá nhiều bạn hỏi mình rằng có nên mua iPhone bị mất vân tay hay là không. Và lời khuyên của mình là hoàn toàn không nhá. Bởi vì tác vụ cảm biến vân tay trên iPhone rất là nhanh và nhạy. Bên cạnh đó thì cái việc mở khóa máy một ngày các bạn có thể sử dụng hơn 10 lần mà lần nào thì cũng phải bấm mật mã thì nó sẽ rất là lâu và khó chịu. Và khi nói về camera trên iPhone 6S, cáo đã thực hiện một video so sánh với Xperia XZS. Thật bất ngờ khi một thiết bị đã hơn 2 năm tuổi vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng với một trong những chiếc flagship ra mắt cách đây không lâu. Mình sẽ chèn link video so sánh camera trong phần bình luận bên dưới video nha. Nhìn chung thì nếu như các bạn đã nói về iPhone thì luôn là sự đơn giản. Chúng ta chỉ việc giơ lên và chụp, hình đẹp là để máy tự xử lý. Máy sẽ chụp ảnh đẹp nhất vẫn là ở những môi trường đủ sáng hoặc trong nhà với ánh sáng đan xen. Nếu bạn chụp tối thì còn tùy vào chất lượng nguồn sáng mà ảnh của bạn sẽ có chất lượng chênh lệch nhiều hay là ít. Còn thiếu sáng hoàn toàn hoặc là nguồn sáng cực yếu thì iPhone 6S hoàn toàn bó tay. Và khi nói về pin thì mình đã tìm hiểu về dung lượng pin của máy thông qua trang ZM Arena. Kết quả mình nhận được trên iPhone 6S là 1715mAh, thậm chí còn thấp hơn cả iPhone 6 với 1810mAh. Tuy nhiên, với con chip xử lý là Apple A9 vốn được nâng cấp về sức mạnh so với tiền nhiệm là A8,
đồng thời khả năng tiết kiệm pin luôn được cải tiến dần qua từng thế hệ. Nhìn chung với tác vụ sử dụng thông thường thì mình hoàn toàn có thể sử dụng tốt chiếc iPhone 6s trọn vẹn trong ngày. Riêng việc cày kéo game diễn ra liên tục thì sẽ khiến mình phải sạc máy tương đối nhiều lần, khoảng 2 lần hoặc nhiều hơn trong một ngày. Với bài test thực tế là chơi game Tam Quốc trong 30 phút, với kết nối Wi-Fi và độ sáng màn hình ở mức trung bình, máy tốn khoảng 19% pin. Có một điểm khá thú vị đó chính là với những tác vụ mà cáo thường hay sử dụng cho chiếc máy này, chỉ có việc chơi game làm máy bị nóng lên rất là nhanh và có nhiệt độ cao nhất. Ngoài ra thì những tác vụ khác máy chỉ bị ấm lên mà thôi. Thậm chí là cả việc livestream, xem livestream 1 tiếng đồng hồ, máy cũng chỉ ấm lên mà thôi. Và đây sẽ là số điểm mà cáo chấm cho iPhone 6s. Với 81 điểm trên thang điểm 100, chiếc iPhone 6s vẫn là một trong những sự lựa chọn đáng quan tâm nếu bạn yêu thích sản phẩm của Apple nói riêng và mong muốn tìm cho mình một thiết bị tốt trong làng smartphone hiện nay nói chung. Hai điểm mình đánh giá cao nhất trên iPhone 6s là thiết kế vốn đã rất là quen thuộc, không thể nhầm lẫn, và cấu hình hiện tại thì vẫn còn rất là tốt. Và đó là tất cả những đánh giá của cáo về chiếc iPhone 6s. Bạn có đánh giá gì về con sản phẩm này thì cũng có thể để lại phần bình luận bên dưới video. Ngoài ra thì có thể yêu cầu sản phẩm sẽ xuất hiện trong một tuần với vào tuần sau. Còn bây giờ thì hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Thế Động để ủng hộ tụi mình. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và là cáo, xin chào và hẹn gặp lại. Peace.